Tiếp nối là những chuyển động về tình hình an ninh trật tự và những thông tin nóng trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại Bình Định thì đã vừa bắt thêm một người liên quan đến vụ nổ súng ở thành phố Quy Nhơn và phát hiện thi thể của một vũ công trong một cái phòng khóa trái ở tại quận Tân Phú của thành phố Hồ Chí Minh. Hay là chúng ta cũng biết trong 24 giờ qua thì cũng nóng lên câu chuyện về một cô gái bán xôi bị trộm cướp đi cái xe máy mới mua ở tại Bình Dương, hay một cái thực trạng về cháy đối với những xưởng tái chế mỡ bò ở tại thành phố Hồ Chí Minh, là những cái vụ cháy mà là những cái thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị các bạn trong phần cụm tin về tình hình an ninh trật tự ngay sau đây. Ngày 2 tháng 3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt Nguyễn Thành Quý, 27 tuổi, ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để điều tra liên quan đến vụ nổ súng xảy ra vào sáng 28 tháng 2. Theo cơ quan chức năng xác định, Quý là người điều khiển xe chở Nguyễn Duy Khương, 35 tuổi, ngụ cùng địa phương, ngồi sau dùng súng bắn về phía Trần Công Sĩ, 31 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Công an cũng đã tạm giữ Khương và Sĩ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 2 tháng 3, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa cùng ngày, người dân nghe mùi hôi bốc lên nồng nặc từ căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành, quận Tân Phú nên kiểm tra. Nghi có người tử vong nên thông báo cho xung quanh và lực lượng chức năng. Công an quận Tân Phú sau đó đã phong tỏa hiện trường. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để tiếp tục xử lý. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Vào sáng ngày 2 tháng 3, chị G quê ở Vĩnh Long đang đứng bán xôi bên đường tại tổ 1 khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì xuất hiện một nam thanh niên đi xe máy tới hỏi mua xôi. Cùng thời điểm này, một nam thanh niên khác đi từ phía sau đến bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Wave của chị G. Khi phát hiện vụ việc, chị G chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Được biết chiếc xe vừa bị mất mới được mua và đang chờ cấp biển số. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng. Theo đó, vào khoảng 2 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 3, người dân phát hiện thấy khói và lửa bùng lên dữ dội từ hộ kinh doanh chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc ở đường Lê Văn Khương, quận 12, nên đã trình báo lực lượng chức năng địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế đám cháy. Rất may, vụ cháy đã không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến tuyến hẻm ra vào khu vực trơn trượt vì chất nhờn và bùng lầy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.